Chủ đề hôm nay sẽ là tình duyên của bạn ra sao? Ở đây mình có 4 tủ bài là 1, 2, 3 và 4. Hello mọi người, và ngày hôm nay để kỷ niệm kênh Cuộc Đời Linh Tinh tròn 1 triệu sub thì Linh Ly Lắc sẽ làm một thử thách, đó là 5 phút mua hàng không nhìn giá. Nho Mỹ nè, Thanh Long, đúng rồi, ủng hộ bà con đi mọi người ơi, ủng hộ bà con Việt Nam mình đi. Nope. Hết tiền hết bạc chứ đừng để hết data chị ơi. Rớt gì thì rớt, chứ đừng để rớt mạng, để mình. Ok, em phim đứng im chẳng lo, có trong data có gì lo, data bạn hết bất cứ đâu, trong data thì vẫn luôn có đó. Hết mỗi data không gì hoang mang, không cần buồn chán, đăng ký ngay gói chung data để không phải lo chuyện rất bận hàng tháng. Xem phim livestream chơi game mà muốn cái gì nó cũng phải mượn, chỉ cần bắt đăng ký chung data thì làm cái gì cũng được. Online chơi game mà data hết mình không biết trước, cứ yên tâm thì chung data sẽ cho bạn mượn mà không một phát nào chứa. Data là thứ ngàn vàng như là không khí hít vào thở ra, rồi cho khoảng cách lên đến hàn ngang, có chung data ngại gì gần xa. Ra đường mà thiếu data thì chẳng khác gì là lá mất cây, thế nên là chung data còn đây. Chung data lướt lướt đẹp ga mà không sốc tăng giá, đăng ký chung data để có một trải nghiệm mượt mà. Chung data lướt lướt đẹp ga mà không sốc tăng giá, đăng ký chung data để cho bạn làm gì cũng đã. Chung data lướt lướt đẹp ga mà không sốc tăng giá, đăng ký chung data để cho khoảng cách sát gần lại. Chung data lướt lướt đẹp ga mà không sốc tăng giá, mobile phone có 5G mà